Niềm vui của chị em là đẹp, nét đẹp bình dị và đáng yêu. Và hôm nay chị gái này đang làm những dịch vụ về chăm sóc da này, với lại phun môi collagen cho này, và chị nhận một lần vòng quay bắn. Chú cảm thấy vui không? Nếu mà quay mà trúng một chỉ vàng thì chị có thích không? Có may mắn đúng không? Chị sát vào đi một tí nè, đúng không? Có may mắn phải không chị? Rồi, thế thì bây giờ mình sẽ quay luôn vòng quay bắn để cho nó nóng nhá. Quay luôn nhá. Đồng ý không? Rồi, xin mời chị quay nào. Có đây ba quay nào. Rồi, vàng ơi, mở cửa ra, vàng ơi. Các bạn tới với anh ngay thời điểm này, các bạn sẽ nhận ngay một lần quay vòng quay mắn và có cơ hội trúng một chỉ vàng và 100 phần quà hấp dẫn khác, bồi thường có thể lên tới là 868 triệu đồng. Và chúng ta cùng đón chào cho nên chị quay trúng cái gì nhá. Vàng đâu rồi, vàng ơi, vàng đâu rồi. Wow, đâu rồi, đâu rồi, vàng đâu. Wow, túi thời trang cao cấp nha, túi thời trang cao cấp trị giá 1 triệu đồng. Bốc ra luôn chứ gì. Đó, đấy một túi thời trang cao cấp nha, bốc ra luôn nha. Quá đi mọi người ơi, cái túi này mà sách đi cà phê này, sách đi tiền đâu đó này là quá tuyệt vời luôn nhé. Rồi các bạn em, xinh quá đi này, thì rất là đáng yêu đúng không chị? Một túi thời trang cao cấp trị giá 1 triệu đồng dành cho chị gái dễ dùng vào buổi sáng ngày hôm nay. Nếu như các bạn mong muốn mình nhận những phần quà tuyệt vời này thì các bạn hãy comment ngay dưới video này, nhớ tới hệ thống thẩm mỹ viện quốc tế Hoa Anh Đồng Văn Hà Nam để trải nghiệm dịch vụ và được tặng ngay một lần quay với túi thời trang cao cấp trị giá 1 triệu đồng.